hết quay cảnh này nè, đi vòng vòng thấy nhiều người. Không, thằng này nó hết quay cảnh này nè, đi vòng vòng thấy nhiều người. Với lại cái màu màn hình mình nó cũng khác nữa. Nhưng hồi mình cứ tương đối thôi. À, anh muốn zoom cái mặt ra để cho thấy rõ. Với lại cái màu màn hình mình cũng nó cũng khác nữa. Nhưng hồi mình cứ tương đối thôi. À, anh muốn zoom cái mặt ra để cho thấy rõ. Alo. Bây giờ em đợi xíu đi. Thấy giờ. Anh nói em 10 con đầu em nói nha. Alo.
Bây giờ em đợi xíu đi, em nói xíu đi. Bây giờ anh hỏi em 10 con đầu em nói nha. BMBG BMBG phỏng vấn chị luôn nha. Ok anh, phỏng vấn chị luôn nha. Ok anh. Quá giỏi. 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 Qu
Được luôn, em gửi tiền thêm cho anh nha. Tại vì tụi em gấp lắm. Dạ. Dạ, gấp đôi luôn. Dạ, dạ, cảm ơn anh. Nhìn nó vàng. Sao mình quay lại mình quay. Được luôn, em gửi tiền thêm cho anh nha. Tại vì tụi em gấp lắm. Dạ. Dạ, gấp đôi luôn. Dạ, dạ, cảm ơn anh. Nhìn nó vàng. Nhìn nó vàng quá. Sao mình quay lại mình quay. Chị muốn lấy cái Zalo em đi trường. Chị quét được rồi nè. Hả? Chị muốn lấy cái Zalo em đi trường. Chị quét được rồi nè. Hả? Tao sẽ mặc bộ đồ chặt hơn mày rồi. Tao mặc đồ này. Không mặc vậy mới nổi. Tao sẽ mặc bộ đồ chặt hơn mày rồi. Tao mặc đồ này. Không mặc vậy mới nổi. Em đã có mua sao trên link không? Mua tặng một chưa? Mặt nạ BMG. Em kêu làm nhắn BMG. Lẹ. Nhắn gì đi, nhắn BMG không làm để tao. Em đã có mua sao trên link không? Mua tặng một chưa? Mặt nạ BMG. Em kêu làm nhắn BMG. Lẹ. Nhắn gì đi, nhắn BMG không làm để tao. Ổn đẹp lắm em. Ổn đẹp lắm em. Chai 100 với một thương hiệu nước hoa như bên anh mới như anh dám đưa ra cái giá đó thì anh nghĩ là mình phải tự tin về chất lượng sản phẩm như thế nào với dám đưa ra một cái giá cạnh tranh với rất nhiều thương hiệu nước hoa trên thế giới đúng không? Với một thương hiệu nước hoa như bên anh mới như anh dám đưa ra cái giá đó thì anh nghĩ là
mình phải tự tin về chất lượng sản phẩm như thế nào mới dám đưa ra một cái giá cạnh tranh với rất nhiều thương hiệu Nova trên thế giới, đúng không? Thêm một đã luôn bọn mình thêm nhanh nha mọi người nha. Thêm nhanh cái deal là một 10 mil này, xong chúng ta sẽ qua luôn là cái deal 100 mil và sau đó là chúng ta sẽ deal 1-1. Ok không nào? Ok. Ok không nào? Không kịp quá trời vì không kịp luôn anh. Có nghĩa là em rất là ít thì mua được 55k tiệc. Cảm ơn Trung Anh Quân nhá. Mà đã luôn bọn thêm nhanh nha mọi người nha. Thêm nhanh cái deal là một 10 mil này, xong chúng ta sẽ qua luôn là cái deal 100 mil và sau đó là chúng ta sẽ deal 1-1. Ok không nào? Ok. Ok không nào? Các bạn phải ủng hộ anh trong ngày hôm nay nhé. Anh cực kỳ cần sự ủng hộ của các bạn trong ngày hôm nay. Hôm nay là một ngày anh debut nên các bạn phải dành tất cả tình yêu thương, tình cảm cho Vũ Khắc Tiệp. Chính xác nhá. Và đừng quên, hôm nay là một ngày anh debut nên các bạn phải dành tất cả tình yêu thương, tình cảm cho Vũ Khắc Tiệp. Chính xác nhá. Và đừng quên, phải tương tác mạnh mẽ lên nào. Ok. Rồi, okay. Chị con bật nỗ lực ơi, tại vì cái giá mọi người thấy 214.000 là đã xong cái voucher app là vào rồi. Mọi người lưu hết voucher giảm giá lần của em mọi người nha. Nhìn xem như là 214 cho mọi người. 241 chứ. Đây là con da thường và da khô, còn chị nào da dầu thì chị thường sẽ cầm. Chị con bật nỗ lực ơi, tại vì cái giá mọi người thấy 214.000 là đã xong cái voucher app là vào rồi. Mọi người lưu hết voucher giảm giá lần của em mọi người nha. Nhìn xem như là 214 cho mọi người. 241 chứ. Đây là con da thường và da khô, còn chị nào da dầu 15 thương hiệu mà anh cảm thấy là phù hợp với nhất, phù hợp với những khán giả nên tôi hỏi cái TikTok của Vũ Khắc Tiệp và sẽ có những cái điều cộng với cái voucher các bạn. 15 thương hiệu mà anh cảm thấy là phù hợp với nhất, phù hợp với những khán giả nên tôi hỏi cái TikTok của Vũ Khắc Tiệp và sẽ có những cái điều cộng với cái voucher các bạn. Đừng để lại một tí luôn. Quá đẹp luôn. Rồi em cho mặt nạ lại đi. Ok mọi người chắc là lên 9k luôn nha. 9k đi. Mọi người comment thêm 9k, chúng ta cùng săn 15 điều 9k. Ok. Đừng để lại một tí luôn. Quá đẹp luôn. Rồi em cho mặt nạ lại đi. Ok mọi người chắc là lên 9k luôn nha. 9k đi. Mọi người comment thêm 9k, chúng ta cùng săn 15 điều 9k. Ok. Để được ngon. Hôm nay có rất nhiều sản phẩm, lần đầu tiên anh debut anh muốn chia với tất cả các bạn vì trong một... sản phẩm chất lượng mới giữ được chân của người tiêu dùng. Nên các bạn yên tâm, anh đã lựa chọn rất là kỹ và đây là những sản phẩm
mà có những cái điều cực kỳ tốt cho những khách hàng và những người đã ủng hộ anh trong suốt thời gian vừa qua. Mọi người liên tục đẩy tim lên cho em 15 ca tim nhé mọi người. Là sản phẩm chất lượng mới giữ được chân của người tiêu dùng. Nên các bạn yên tâm, anh đã lựa chọn rất là kỹ và đây là những sản phẩm mà có những cái điều cực kỳ tốt cho những khách hàng và những người đã ủng hộ anh trong suốt thời gian vừa qua. Mọi người liên tục đẩy tim lên cho em 15 ca tim nhé mọi người. Mọi người cho cái điện thoại ship sắp lên anh tí nào. Rồi các bác ơi, đẩy tim liên tục. Đấy, đây tự nhiên mà được lại đôi khi là cần mũi đúng không các bạn? Ok, bấm vào nút follow. Mọi người cứ vào cao quán kiểm này nha. Mọi người cho cái điện thoại ship sắp lên anh tí nào. Rồi các bác ơi, đẩy tim liên tục. Đấy, đây tự nhiên mà được lại đôi khi là cần mũi đúng không các bạn? Ok, 15k tim nha mọi người. Mời anh PK nữa cả. Bọn em có thể tắt không cho ai mời PK được không? Cứ hiện lên như vậy. 15k tim nha mọi người. Mời anh PK nữa cả. Bọn em có thể tắt không cho ai mời PK được không? Cứ hiện lên như vậy. Đừng để cái chuông này bị chìm trong buổi tối ngày hôm nay. Hôm nay là ngày cực kỳ quan trọng với anh rất cần sự ủng hộ của các em. Em đừng có bỏ anh. Đừng để cái chuông này bị chìm trong buổi tối ngày hôm nay. Hôm nay là ngày cực kỳ quan trọng với anh rất cần sự ủng hộ của các em đừng có bỏ anh. Rồi, ok. Em review đi. Chuẩn bị 9K rồi mọi người ơi, chuẩn bị 9K mọi người nha. Sẵn sàng cho mọi người. Chuẩn bị sẵn sàng mọi người ơi, sẵn sàng chưa nào các bác? Rồi, ok. Em review đi. Chuẩn bị 9K rồi mọi người ơi, chuẩn bị 9K mọi người nha. Sẵn sàng cho mọi người. Chuẩn bị sẵn sàng mọi người ơi, sẵn sàng chưa nào các bác? 9.000 nha mọi người ơi, chuẩn bị đấy các bác. Còn 300 tim nữa. Còn đúng 300 tim nữa là chúng ta được sang điều 9K với anh tiền rồi mọi người này. Rồi, đủ tim rồi. Anh tiếp tục đến lượt với em nha. 5, 4, 3, 2, 1. Lên. Lên tiêu. 9.000 nha mọi người ơi, chuẩn bị đấy các bác. Còn 300 tim nữa. Còn đúng 300 tim nữa là chúng ta được sang điều 9K với anh tiền rồi mọi người này. Rồi, đủ tim rồi. Anh tiếp tục đến lượt với em nha. 5, 4, 3, 2, 1. Lên. Lên tiêu. 18.000. Chỉ có duy nhất trong phiên live của Vũ Khắc Tiệp các bạn phải săn voucher được đúng không ạ? Đúng rồi. 9K. Chỉ có duy nhất trong phiên live của Vũ Khắc Tiệp các bạn phải săn voucher được đúng không ạ? Đúng rồi. 9K. Âm tịch của anh trong một tháng qua, vì anh nghĩ là trong một tháng qua các bạn đã ủng hộ anh rất nhiều sản phẩm âm tịch rồi. Hôm nay 40 âm tịch của anh trong một tháng qua, vì anh nghĩ là trong một tháng qua các bạn đã ủng hộ anh rất nhiều sản phẩm âm tịch rồi. Hôm nay 40 rất là nhiều bạn săn được mọi người nha. Ai săn được comment liền đã săn lên nhé mọi người ơi. Ai săn được rồi nào? Rất là nhiều bạn săn được mọi người nha. Ai săn được cò men liền đã săn lên nhé mọi người ơi. Ai săn được cò nào? Được bảo hành tại PNG Việt Nam luôn. Tuyệt vời. Cũng như được bảo hành xanh chín luôn nha mọi người ơi. Mọi người mua cái này xong thì mọi người phải mua kem đánh răng hot nhất mà trong thời gian rồi. Tí nữa mình phải tung kem. Được bảo hành tại PNG Việt Nam luôn. Tuyệt vời. Cũng như được bảo hành xanh chín luôn nha mọi người ơi. Mọi người mua cái này xong thì mọi người phải mua kem đánh răng hot nhất mà trong thời gian rồi. Tí nữa mình phải tung kem đánh răng này. Đây là một loại kem đánh răng mà anh nói là các bạn trước khi làm chuyện đó với người yêu ấy, các bạn phải đánh răng trước đã, mùi thơm với là mới mang lại cái cảm xúc để cho chúng ta ở bên nhau mãi. Còn nếu các bạn mà không chuẩn bị cho mình những cái hơi thở thơm tho thì đó là một sự thất bại trong cuộc sống đấy. Răng này đây là một loại kem đánh răng mà anh nói là các bạn trước khi làm chuyện đó với người yêu ấy, các bạn phải đánh răng trước đã, mùi thơm với là mới mang lại cái cảm xúc để cho chúng ta ở bên nhau mãi. Còn nếu các bạn mà không chuẩn bị cho mình những cái hơi thở thơm tho thì đó là một sự thất bại trong cuộc sống đấy. Anh của mình rất là rẻ nha mọi người nha. Rồi đây là combo là hai cái bà để răng là một chiếc. Anh của mình rất là rẻ nha mọi người nha. Rồi đây là combo là hai cái bà để răng là một chiếc, và tiếp tục là cái kem đánh răng của Boris. Đây là kem đánh răng hot nhất của năm vừa rồi và hot nhất bây giờ rồi nhá. Mùi nó như thế nào chị ơi? Con này không cực, đúng là rồi. Mùi bạc hà không cực, nó được gọi là Rolls Royce. Và tiếp tục là cái kem đánh răng của Boris. Đây là kem đánh răng hot nhất của năm vừa rồi và hot nhất bây giờ rồi nhá. Mùi nó như thế nào chị ơi? Con này không cực, đúng rồi. Mùi bạc hà không cực, nó được gọi là Rolls Royce. Mùi nào cũng rất nhiều những cái điều ơi từ các thương hiệu đến các bạn. Hãy ủng hộ anh để anh có cơ hội được tri ân các bạn trong buổi tối ngày hôm nay nhé các bạn nhé. Chuẩn luôn. Nhá. 390.000 được 2 chai, có nghĩa là biểu chi là chưa đến 200.000. Rất nhiều những cái điều ơi từ các thương hiệu đến các bạn. Hãy ủng hộ anh để anh có cơ hội được tri ân các bạn trong buổi tối ngày hôm nay nha các bạn nhá. Chuẩn luôn. Nhá. 390.000 được 2 chai, có nghĩa là biểu chi là chưa đến 200.000. Ở Quỳnh Như có sự trải nghiệm và Quỳnh Như là một người
khám phá rất nhiều trong lĩnh vực đẹp đẹp trong bao nhiêu năm qua. Nên những cái gì Quỳnh Như nói thì các bạn nên tin. Còn về chất lượng, về những cái điều của anh thì các bạn cũng nên tin và yêu thương. Đó đều là những cái điều mà anh muốn tri ân cho những người mà ủng hộ anh trong suốt thời gian ở Quỳnh Như. Quỳnh Như có sự trải nghiệm và Quỳnh Như là một người khám phá rất nhiều trong lĩnh vực đẹp đẹp trong bao nhiêu năm qua. Nên những cái gì Quỳnh Như nói thì các bạn nên tin. Còn về chất lượng, về những cái điều của anh thì các bạn cũng nên tin và yêu thương. Đó đều là những cái điều mà anh muốn tri ân cho những người mà ủng hộ anh trong suốt thời gian. 390.000 có suất luôn á. Có suất luôn. Hàng VAT đủ VAT mọi người ơi. Mua 1 tặng 1 nha. Mua 1 tặng 1 và con voucher độc quyền cho Phila Chuyền của Vũ Hán Tiền. Hỗ trợ cho mọi người giảm một đầu đen này nha anh chị em nào mà liên tục. 390.000 có suất luôn á. Có suất luôn. Hàng VAT đủ VAT mọi người ơi. Mua 1 tặng 1 nha. Mua 1 tặng 1 và con voucher độc quyền cho Phila Chuyền của Vũ Hán Tiền. Hỗ trợ cho mọi người giảm một đầu đen này nha anh chị em nào mà liên tục. Đây là gel rửa mặt nhé mọi người ơi, thành phần là tràm trà, tràm trà nó có thể da dầu mụn nhiều là bộ này, mọi người make up trang điểm thường xuyên ấy, xong cảm giác là da mình lên mụn nhiều á và nó bị bí tắc chỗ chân lông, thì các bác dùng con này, giảm gel rất là sao ta rất là lành tính luôn. Đây là gel rửa mặt nhé mọi người ơi, thành phần là tràm trà nó có thể da dầu mụn nhiều là bộ này, mọi người make up trang điểm thường xuyên ấy, xong cảm giác là da mình lên mụn nhiều á và nó bị bí tắc chỗ chân lông, thì các bác dùng con này, giảm gel rất là sao ta rất là lành tính luôn.